Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở video trước thì mình có giới thiệu cho các bạn về các thẻ HTML và qua đó cũng giúp cho các bạn hiểu được tính chất của từng loại thẻ HTML. Ở các bài học đó thì mình đã giới thiệu cho các bạn hầu hết những cái thẻ HTML mà chúng ta hay dùng. Ví dụ như thẻ A, này, thẻ liên kết, này, thẻ div, thẻ span hay thẻ img, thẻ table, những thẻ H1, những thẻ tiêu đề, thẻ phông hay những thẻ liên quan đến xử lý string. Đó là những thẻ như là strong này, thẻ b này hay là thẻ ulli, thẻ danh sách. Thì tất cả những cái thẻ mà mình giới thiệu cho các bạn đó là những thẻ mà chúng ta rất hay sử dụng khi mà các bạn làm việc vào các dự án thực tế. Ngoài ra mình cũng đã giúp cho các bạn phân biệt được các loại thẻ ở trong HTML. Ví dụ như chúng ta có 3 loại thẻ, đó chính là thẻ mang kiểu none, kiểu block và kiểu inline. Thì mình muốn các bạn phải nắm rõ cho mình về tính chất của những loại thẻ đó đó và phân biệt được sự khác nhau của nó. Rồi, và một cái vô cùng quan trọng là gì? Đó là trong HTML thì nó có vô vàn các thẻ các bạn nhé. Và ngoài những thẻ có sẵn, những thẻ mình tạm gọi là những thẻ native của HTML, thì chúng ta có những thẻ do chúng ta tự đặt tên. Đó, ví dụ như thế này. Ví dụ các bạn hoàn toàn có thể tạo ra một cái thẻ ví dụ như là product như thế này. Đây, một cái thẻ product như thế này. Giả sử như vậy. Đó, thì đây là một cái thẻ do chúng ta đặt tên. Và trong đây chúng ta cũng hoàn toàn có thể quy định class name cho nó là product item chẳng hạn. Đây, chúng ta hoàn toàn có thể quy định class name, hoàn toàn có thể đặt tên cho nó. Đó, thì những cái giá trị ở bên trong này này, nó gọi là thuộc tính của thẻ. Ok chưa? Còn các thẻ HTML ấy, thì cấu trúc của nó ngoài những cái liên quan đến thuộc tính thì nó sẽ có tên thẻ như thế này. Được chưa? Và kết thúc mỗi thẻ mở thì chúng ta sẽ có thẻ đóng, và đây chính là thẻ đóng. Thẻ đóng nó khác thẻ mở ở chỗ là nó có dấu backslash này, các bạn nhớ cho mình nhé. Ok chưa? Và một điều quan trọng đó là bên trong mỗi thẻ nó sẽ bọc trong này sẽ là nội dung. Đó, nội dung của nó là gì thì nó có thể là text, nó có thể là các thẻ HTML khác, hoặc nó có thể là một cái số, chữ số. Được chưa? Đó, còn những cái ở bên trong thẻ mở này, nằm ở bên trong thẻ mở này thì nó là thuộc tính các bạn nhé. Và một thẻ có thể có một, có nhiều hoặc là không có thuộc tính nào. Các thuộc tính ngoài những thuộc tính class name hay những thuộc tính đặc thù của thẻ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể định nghĩa thêm một thuộc tính khác. Ví dụ như mình để là number bằng một như thế này thì đây là một cái thuộc tính do chúng ta tự định nghĩa. Rồi, ok, thì mình ôn tập lại một chút như vậy, những kiến thức rất cơ bản ở trong HTML và mình cần các bạn nắm rõ cho mình. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn phải nhớ và kiểm soát được những thứ mình làm, hiểu được tính chất của từng thẻ thì sau này khi mà chúng ta học sang CSS thì các bạn sẽ cảm thấy nó sẽ dễ dàng hơn, bởi vì còn rất nhiều thứ chúng ta cần phải học ở phía sau nữa. Rồi, không lan man nữa, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái rất quan trọng, đó chính là form. Các thẻ form ở trong HTML. Tại sao chúng ta phải sử dụng form? Các bạn biết là form là một trong những cái kênh duy nhất để chúng ta có thể giao tiếp giữa người sử dụng và hệ thống. Đó, mình lấy ví dụ như thế này. Giả sử khi chúng ta vào một trang, ví dụ như là trang đăng ký tài khoản của Gmail như thế này, thì các bạn sẽ ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy là chúng ta có một cái form. Thì bản chất ở trên form nó là gì? Bản chất ở trên form nó là các input như thế này. Đó, nó là các input và nó là các lựa chọn để cho chúng ta lựa chọn. Đó, tại sao mình lại nói là form là cái cổng giao tiếp thông tin duy nhất giữa người sử dụng và hệ thống? À, chính xác là như vậy. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn muốn đăng ký với hệ thống của Google một cái tài khoản thì chắc chắn là các bạn phải thông mục qua một cái form này để các bạn điền thông tin của các bạn và nhấn submit để đăng ký. Đó, thì đó là cái cổng giao tiếp duy nhất rồi, không còn cái cổng nào khác. Đó, thì ý nghĩa của form nó là như vậy. Và tương tự, ví dụ các bạn quay trở lại Facebook, ví dụ các bạn muốn tạo mới một tài khoản này, create new account này. Đây, create new account thì nó cũng sẽ hiển thị lên một cái form. Được chưa các bạn? Và trên form này thì các bạn cũng sẽ thấy là nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập những cái thông tin để chúng ta đăng ký với hệ thống của Facebook một cái tài khoản mới như thế này. Đó, và ở đây nó sẽ có những cái lựa chọn về giới tính, những cái lựa chọn về ngày tháng năm sinh, tên, tuổi, số điện thoại, email. Đó, kiểu kiểu như vậy. Và sau khi nhấn submit thì nó sẽ gửi cái yêu cầu này đi lên trên hệ thống của Facebook và Facebook nó sẽ xử lý cho chúng ta cái việc này. Đó, thì đấy là ý nghĩa của form. Thì trước khi chúng ta học về các thẻ trong form thì mình muốn các bạn hiểu bản chất
là form nó dùng để làm gì, ý nghĩa của nó như thế nào đối với một hệ thống. Thì đấy là những cái mà mình muốn các bạn nắm được, và ý nghĩa của nó nhận ra làm sao. Và các hệ thống thì có phải hệ thống nào nó cũng có form không? Thì chắc chắn là những cái hệ thống mà nó có cho phép người dùng đăng ký tài khoản thì chắc chắn là nó sẽ phải sử dụng form các bạn nhé. Rồi, ok. Vậy hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại và chúng ta sẽ tìm hiểu về các thẻ form ở trong HTML, và mình sẽ giới thiệu cho bạn tất cả những cái thẻ form mà chúng ta hay sử dụng. Được chưa? Và những cái thẻ form này nó sẽ, mỗi cái thẻ nó sẽ có ý nghĩa riêng của nó. Ok. Mình sẽ tạo ra một cái gọi là guideline ở đây. Mình loại bỏ cái này đi. Đây. Mình sẽ tạo ra một cái gọi là guideline.md. Mình sẽ nốt tất cả những thứ mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong phần này. Ok chưa? Đầu tiên mình sẽ nói về các thẻ form. Ý nghĩa của thẻ form thì mình vừa giải thích rồi nhé. Chúng ta sẽ focus vào các thẻ thẻ form trong HTML. Thì thẻ đầu tiên mà chúng ta phải kể đến đó chính là thẻ form luôn. Ok chưa? Thẻ form. Thì trong HTML nó sẽ có để khai báo một form thì chúng ta sẽ bắt đầu bằng thẻ form. Thì thẻ form nó là một thẻ bình thường nên nó sẽ có thẻ đóng, thẻ mở như thế này. Ok chưa các bạn? Đây. Đó, và nó sẽ có thẻ đóng mở như thế này. Đây. Trong thẻ form thì nó sẽ có hai thuộc tính vô cùng quan trọng. Đó là thuộc tính gì? Đó chính là thuộc tính action. Đây, và thứ hai là method. Các bạn cứ định nghĩa cho mình như thế này nhé. Khi các bạn định nghĩa thẻ form ở trong HTML, định nghĩa đầy đủ cho mình như thế này luôn. Ok chưa? Các bạn định nghĩa cho mình đầy đủ các thuộc tính của thẻ form ở đây như thế này. Đó, còn cụ thể thằng action và thằng method này như thế nào thì mình sẽ giải thích nó sau. Vì mình sợ giải thích ở đây nó sẽ dài. Ok chưa? Và ở bên trong này ạ. Bên trong này, đây đây chính là cái cách để chúng ta comment code ở trong trong HTML nhé. Thì ở đây bên trong này chúng ta sẽ có cái gì? Bên trong này chúng ta sẽ có các thẻ item của form. Item của form. Ok chưa? Bây giờ chúng ta sẽ nói đến các thẻ item của form. Các thẻ item trong form. Đó. Để hiểu về từng cái thì mình sẽ tạo ra một cái ví dụ luôn để các bạn hiểu được. Đây, HTML. Đây. Ở trong VS Code khi mà các bạn dùng ấy, thì các bạn có thể tạo ra cấu trúc của một trang HTML theo chuẩn bằng cách là các bạn gõ HTML 2 chấm như thế này. Thì nó sẽ hiển thị là 5 hoặc là XML thì các bạn chọn vào cái 2.5 và Enter. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ generate ra cho chúng ta cái cấu trúc trang chuẩn của trang HTML, và các bạn sẽ không bị quên những cái thẻ nào đóng mở nữa. Ví dụ như có bạn sẽ bị quên trường hợp là quên không có thẻ header hoặc là quên không có thẻ mở HTML kiểu kiểu như vậy. Thì khi các bạn chọn cái cách tạo trang mẫu bằng VS Code thì nó sẽ generate ra cho chúng ta đầy đủ những cái này. Ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ nói về form trong HTML. Đó. Đầu tiên chúng ta sẽ định nghĩa thẻ form. Đây. Chúng ta sẽ định nghĩa thẻ form. Chúng ta sẽ có action. Action và chúng ta sẽ có method. Đó, ok chưa? Rồi, đó thì đây là thẻ form. Đó, và bên trong form này thì chúng ta sẽ có các item các bạn nhé. Đây, mình chạy nó lên. Thì hiện tại khi chúng ta mới chạy lên thì nó chưa có gì cả. Đây, các bạn sẽ nhìn thấy này. Khi chạy lên thì nó chưa có gì cả. Ok chưa? Vậy thì lúc này chúng ta sẽ cần phải làm gì? Chúng ta sẽ đi tạo các item trong form. Thì các item đầu tiên là chúng ta sẽ nói đến thằng input. Thằng input. Thằng input ở trong form thì nó lại có rất nhiều kiểu. Được chưa? Đó, input ý nghĩa của nó là gì? Nó cho phép chúng ta nhập dữ liệu, nhập thông tin ở trên form. Đó, thì input nó sẽ có các kiểu. Có các kiểu như sau. Đó là kiểu text này. Đó, tức là nó sẽ cho phép nhập dữ liệu là text. Điện là text là chữ đấy. Đây, mình lấy ví dụ như thế này, quay trở lại ví dụ này, chúng ta sẽ làm ở đây luôn. Ví dụ chúng ta có một cái input như thế này. Đó, thì nó sẽ có type sẽ bằng text. Đó, ok chưa? Trong input nó sẽ luôn luôn có các thuộc tính các bạn làm rõ cho anh. Đó là name và ID value nữa. Đó, các bạn
khai báo đầy đủ cho anh như thế này nhá, đối với một input, được chưa? Đó, các bạn nhìn thấy là lúc này chúng ta có một cái form mà có input ở đây như thế này. Ok chưa? Đó, ví dụ ở đây anh sẽ tạo ra một cái thẻ H3 là form trong ST, form đăng ký chẳng hạn. Đăng ký thành viên. Đó, anh tạo ra một cái form là đăng ký thành viên như thế này. Ok, thế đây là các thẻ input của chúng ta. Được chưa? Mình sẽ nói về từng cái kiểu input này. Ví dụ như là chúng ta có kiểu password này, nhập dữ liệu là mật khẩu này. Mật khẩu nó khác gì so với nhập dữ liệu text? Chúng ta có kiểu radio này, dio này. Chúng ta có kiểu checkbox này. Chúng ta có kiểu date này. Chúng ta có kiểu date time này. Chúng ta có kiểu number này. Kiểu email này. Đó, được chưa? Thì đây là những cái mà chúng ta hay sử dụng thì mình sẽ đưa ra như vậy. Rồi, trước khi đi vào chi tiết từng cái thì chúng ta sẽ nói tiếp về cái input này. Các bạn nhìn thấy là khi chúng ta định nghĩa một cái form như thế này. Đó. Form của chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta hiểu là đây là form đăng ký thành viên rồi. Vì nó có tiêu đề nữa, nó show lên cho chúng ta để chúng ta biết là à form này là đăng ký thành viên. Nhưng nhìn vào đây, ví dụ mình tạo thêm một cái input tiếp theo. Nhìn vào đây thì chúng ta sẽ không biết là chúng ta phải nhập cái gì. Chúng ta sẽ sử dụng thẻ BR hoặc là bọc nó trong thẻ B như thế này. Để làm gì? Để chúng ta xuống dòng thôi. Đây, đóng thẻ B lại. Đó, để chúng ta xuống dòng. Đó, ok chưa? Bọc nó trong thẻ B hoặc là các bạn dùng thẻ deep đi. Đây, đó, thì nó sẽ xuống dòng như thế này. Đó, đây, bọc nó trong thẻ deep. Ok, thì các thẻ này nó sẽ xuống dòng. Được chưa? Hoặc là để đơn giản hơn thì các bạn có thể để thêm một cái BR ở đây. Đây, thêm một cái BR thì nó sẽ xuống dòng như thế này. Đó, 2 BR. Đó. Rồi, giả sử đây là form đăng ký của chúng ta. Nhưng nhìn vào form đăng ký này các bạn có biết là chúng ta sẽ phải nhập cái gì không? Đó. Các bạn có biết là chúng ta sẽ phải nhập cái gì không? Không, đúng không? Bởi vì nhìn vào đây chúng ta không thấy có một cái gợi ý hay là một cái thông báo gì. Chúng ta sẽ không biết là phải nhập vào đây cái gì. Đó. Vậy thì làm sao để cho người sử dụng họ biết là form này của chúng ta sẽ phải nhập cái gì? Thì trong HTML nó cung cấp cho chúng ta một cái khái niệm đó là placeholder. Thuộc tính của input nó sẽ có các thuộc tính sau. Đây. Thuộc tính của thẻ input. Ngoài những cái mà anh vừa kể tên ở trên ấy, như là ID này, như là class này, như là name này, value này. Đó, thì nó có thêm một cái nữa là place holder như thế này. Đó. Ok chưa? Thì cái này ý nghĩa của thằng place holder này nó có ý nghĩa gì? Nó sẽ dùng để mô tả cho input đó. Input đó. Bây giờ anh quay trở lại đây. Xem chúng ta ứng dụng thằng place holder vào thì nó sẽ giúp cho chúng ta được việc gì. Ví dụ ở đây anh sẽ định nghĩa là placeholder. Đây, ví dụ anh để là nhập họ và tên hoặc là tên của bạn đó. Lúc này ngay lập tức các bạn quay trở lại đây, các bạn nhìn thấy là à đây là form đăng ký. Và nhìn vào input này các bạn biết là ở đây chúng ta phải nhập cái gì, có đúng không? Đó, nhìn vào đây cái là các bạn biết là à ở đây chúng ta phải nhập cái gì. Thì đấy chính là ý nghĩa của thằng placeholder, nó là thuộc tính ở trong input nhé. Đây, các bạn thấy nó nằm trong input này. Đó, thì nó là thuộc tính của thẻ input và nó giúp cho chúng ta mô tả cái input này sẽ phải làm gì với nó, tức là nó sẽ làm rõ hơn thông tin về cái input đó để người dùng họ biết, họ hiểu được là chúng ta sẽ phải nhập cái gì vào đây. Đó, ok chưa? Và giả sử ở dưới này chúng ta cũng sẽ định nghĩa placeholder như thế này. Placeholder, đây ví dụ là email của bạn.
thì ngay lập tức nhìn vào các bạn thấy là à, chúng ta phải nhập cái gì vào đây rồi đấy. Các bạn biết phải nhập cái gì vào đây rồi đấy. Ok chưa? Rồi, ngoài ra thuộc tính của thẻ input thì nó sẽ có thêm một thuộc tính nữa, đó là size. Size này đơn vị của nó là số nhé. Đơn vị là số và nó sẽ quy định cái chiều dài của input. Quy định chiều dài dài của input. Cụ thể như thế nào? Anh sẽ quay trở lại cái ví dụ XA1 này. Ví dụ ở đây anh muốn là thằng input thì nó dài lên một chút thì anh để khoảng 45, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy này, input này của chúng ta nó dài lên. Đó. Nếu để 35 thì nó sẽ ngắn hơn một chút. Đó. Tương tự ở dưới này chúng ta có thể quy định ở đây giá trị của nó như thế này là nó sẽ dài ra. Ok chưa? Rồi. Thì đấy, các bạn hiểu được cách sử dụng một cái input có kiểu tile là text. Đây, tile là text này. Đó thì nó cho phép chúng ta nhập ví dụ như là ông Nguyễn Mạnh Hùng chẳng hạn. Đó, giả sử như vậy. Là hùng nma@gmail.com. Đó, nhìn vào đây là chúng ta biết phải nhập cái gì rồi. Thì thằng placeholder khi mà chúng ta xóa hết cái giá trị ở trong input này thì nó sẽ hiển thị cái tag của placeholder lên. Đây, xóa nhé. Đó, còn khi chúng ta nhập dữ liệu vào là hùng nma@gmail.com thì nó lại ghi đè đấy cái giá trị placeholder kia. Đó, nhưng khi input của chúng ta không có giá trị nào thì nó lại sâu lên để nó gợi ý cho chúng ta biết là à, thằng này sẽ phải nhập cái gì vào đây. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, thì đây là input đối với input name và email. Vậy thì trong HTML nó còn cái gì để chúng ta có thể mô tả thông tin của một input không? Nếu giả sử chúng ta không sử dụng placeholder ở đây. Ok chưa? Giả sử chúng ta không sử dụng placeholder ở chỗ này. Đây, anh sẽ comment code lại. Đấy, thì khi chúng ta comment code thì các bạn sẽ thấy là nhìn vào trong file này code của chúng ta vẫn có nhưng nó không hiển thị ở trên trình duyệt vì code lúc này nó đã bị comment. Thì để comment các bạn chỉ cần nhấn Ctrl và cái dấu backslash thôi. Ctrl và dấu dấu này nhé. Đấy, dấu backslash này. Nhấn kết hợp thì nó sẽ comment code cho chúng ta. Ok chưa? Rồi, bây giờ quay trở lại, anh đang đặt câu hỏi là nếu mà anh vẫn có một cái input như thế này nhưng anh không sử dụng placeholder nữa. Anh muốn mô tả được là à, người dùng họ biết là nhìn vào input này họ sẽ phải nhập cái gì. Thì làm sao để chúng ta có thể mô tả được cái đó? Đó thì trong HTML nó cung cấp cho chúng ta một cái thẻ rất quan trọng, đó chính là thẻ label. Thẻ label ý nghĩa của nó thì nó tương đương với thằng placeholder kia. Mục đích của nó là để làm gì? Nó giúp cho chúng ta mô tả thông tin của một input. Ví dụ ở đây, anh sẽ để là tên của bạn. Của bạn. Đó. Thì nhìn vào đây các bạn sẽ biết là à, input này chúng ta phải nhập cái gì. Ok chưa? Đó. Tên của bạn là gì? Đây. Đó. Ok chưa? Đó. Bình thường nếu mà anh nhấn vào chỗ label name này này, nếu mà anh nhấn vào label name như thế này thì nó không đưa chuột vào đây. Đó, anh sẽ nói luôn. Đây, các bạn nhìn nhé, nhấn vào tên của bạn này, cái tên này, label này, thì nó không đưa chuột vào đây, focus kiểu như thế này. Đó, vậy thì làm thế nào để anh muốn là khi nhấn vào tên của bạn nó sẽ focus chuột vào đây? Thì các bạn có thể làm bằng cách như thế này. Một là các bạn định nghĩa thẻ label này của chúng ta nó sẽ lồng với thẻ input như thế này. Đó, khi mà anh nhấn ở trên này, đó, nhấn vào label name này, đó thì nó sẽ focus như thế này. Đó. Ok chưa? Đó, ok chưa? Cách thứ hai, nếu các bạn không muốn lồng, ví dụ anh để cái ví dụ lồng này ở trên, comment nó lại. Bây giờ anh không muốn lồng cái label input vào trong nằm trong label như thế này, anh vẫn muốn là label này nó độc lập. Đó, input nó nằm ngoài thẻ label. Ok chưa? Đây, nó nằm ngoài rồi. Vậy thì lúc này anh muốn là khi nhấn vào cái tên này này, nhấn vào cái tag label này này của label này, nó sẽ focus vào đây. Thì lúc này chúng ta sẽ định nghĩa thêm một cái gọi là for cho thẻ label. Ví dụ anh để là full name họ tên của bạn ấy, thì ở dưới này chúng ta sẽ cũng sẽ có một cái name như thế này.
Đây. Đó, for, và ở đây chúng ta sẽ có ID như thế này. Đó, được chưa? Cái name này thì không có ý nghĩa đâu, nhưng ID là nó hiểu nhé. Đây, nhưng thông thường input name với ID các bạn nên đặt giống nhau. Ok chưa? Vậy thì bây giờ anh sẽ click vào cái tên này. Ngay lập tức các bạn sẽ thấy là nó sẽ focus vào trong cái input của chúng ta. Đây. Đó, ok chưa? Focus có nghĩa là cái chuột của nó sẽ nhấp nháy như này này. Đó, thì là focus vào trong input. Thì cái for này này, nó sẽ dựa vào cái ID của input để nó biết nếu mà input này anh để ID nó khác đi, ID name này này, không phải là full name nữa mà ví dụ anh để là test đi, thì lúc này nó sẽ không focus được các bạn nhé, nhìn này. Đây, nó không focus được vậy. Đó. Nhưng nếu anh để full name này, anh để cái ID này bằng với cái for của thằng label, tức là giống với for của label chính là full name ấy, giá trị giống nhau ấy, thì lúc này các bạn sẽ thấy là focus vào cái là nó sẽ kích vào label, là nó sẽ kích vào input luôn. Đó, các bạn nhớ cho anh cái đấy nhé. Thì đây là những cái rất nhỏ thôi nhưng anh vẫn nốt nó ra để các bạn hiểu bản chất, và sau này trong những cái bài toán thực tế mà các bạn gặp phải thì các bạn sẽ ứng dụng nó vào. Rồi, ok. Thì qua đây thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có hai cách để chúng ta phân biệt được, để chúng ta có thể mô tả được ý nghĩa của input này, hay nói cách khác là để chúng ta giúp cho người dùng họ nhận biết được là input này sẽ phải nhập giá trị gì vào. Một là các bạn sử dụng place holder, ok chưa? Hai là các bạn sử dụng thẻ label, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có thẻ label ở dưới này, được chưa? Label. Thì cái này ý nghĩa của nó sẽ giúp chúng ta giúp mô tả này, mô tả thông tin tin cho một input. Đó, ok chưa? Có nghĩa là input này nhập gì đấy, được chưa các bạn? Rồi, thì đó là thẻ label. Rồi quay trở lại, bây giờ anh sẽ tạo ra một cái form, ngoài tên ra thì anh có email chẳng hạn, và anh sẽ dùng thẻ BR, hai thẻ BR để anh xuống dòng. Đây. Đó, thì ở đây anh sẽ có ví dụ như là email của bạn. Đó, email của bạn là gì? Ok chưa? Đó. Đây các bạn nhìn thấy là cái for là full name này, khi nhập dưới email nó vẫn focus lên trên này, bởi vì nó đang trùng với cái full name ở trên. Ví dụ ở đây anh sẽ đổi email sẽ bằng với mail như thế này. Đó, ok. Các bạn nên nhớ nhé là thẻ input luôn luôn phải có tên, có ID và có value. Đó. Được chưa? Rồi. Ok. Rồi bây giờ anh muốn là tạo ra một cái trường là mật khẩu thì chúng ta sẽ không sử dụng type là text nữa. Đây, chúng ta sẽ không sử dụng cái type là text như thế này nữa. Đó, mà chúng ta sẽ tạo ra một cái ví dụ như mật khẩu, thì chúng ta sẽ tạo ra một cái input mật khẩu này. Đó, mật khẩu thì chúng ta sẽ tạo ra một cái input là password. Password như thế này, được chưa? Đó. Ok chưa? Đó, và cái password này của chúng ta nó sẽ như thế nào? Cái password này của chúng ta nó sẽ như sau. Đây. BR này, mật khẩu này, label mật khẩu này. Để xem tại sao này. À đây. Đây, form của chúng ta đây. Đây, thế lúc này anh sẽ tạo ra cái mật khẩu. Vậy thì input có type là password nó khác như thế nào? Chúng ta đang đi tìm hiểu về các loại type này của input này. Text thì chúng ta biết là nhập text rồi. Nhưng đối với input có kiểu là có type là password thì nó khác ở chỗ nào? À, nó sẽ như thế này các bạn nhé. Đây, nó sẽ như thế này. Đối với cái input có type là password này, đây, thì chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta nhập như thế này, các bạn sẽ thấy là nội dung chúng ta nhập vào nó sẽ được mã hóa như thế này để cho người khác không nhìn thấy được. Đó, ok chưa? Đó. Thì lúc các bạn đăng ký hay đăng nhập vào hệ thống bất kỳ thì các bạn thấy là mật khẩu chắc chắn là sẽ không để cho người bên cạnh nhìn thấy. Thì khi nhập nó sẽ mã hóa như thế này. Ok chưa? Thì để mã hóa được cái việc này thì chúng ta sẽ sử dụng cái input có type là password. Rồi, ok. Vậy đối với trường hợp anh muốn nhập số điện thoại. Ví dụ anh muốn nhập số điện thoại
Thì lúc này chúng ta sẽ không sử dụng kiểu tile là password hay là tile là tag nữa. Số điện thoại. Tức là vì nó là kiểu số mà. Anh sẽ để là phone, name sẽ là phone, ID là phone như thế này. Và chúng ta chạy lên. Các bạn sẽ thấy là lúc này chúng ta có số điện thoại này. Đó, và chúng ta sẽ không nhập tag vào đây nữa. Nên là chúng ta sẽ sử dụng cái tile là number. Lúc này chúng ta sẽ sử dụng tile là number, có nghĩa là cho phép, chỉ cho phép nhập dữ liệu là số. Ok chưa? Nó cụ thể như thế nào? Ví dụ mình nhập tag ở đây. Quay trở lại đây nhá, chúng ta sẽ thay đổi cái tag này thành number này. Thì lúc này quay trở lại đây, chúng ta nhập vào số điện thoại là chữ, chúng ta sẽ thấy là này, nhập vào đây như thế này. Thì nó vẫn có vẻ như là chúng ta đang đang nhập được, nhưng các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó, kiểu number thì nó sẽ xuất hiện cái mũi tên lên xuống này để cho chúng ta nhấn. Và khi nhấn thì nó sẽ là số tăng dần, giảm dần như thế này. Đó, ok chưa? Còn các bạn cố tình nhập tag vào thì nó cũng sẽ nhận thôi. Bình thường là nó sẽ phải báo lỗi đấy, nó sẽ không nhập được. Nhưng trong trường hợp này anh cũng đang chưa hiểu vì sao mà chúng ta bị, nhưng không sao. Mà quan trọng là chúng ta thấy cái sự khác biệt là khi chúng ta sử dụng cái kiểu tile là number này thì nó sẽ xuất hiện hai cái icon là như này, lên xuống như thế này. Đó. Đây, khi hover chuột vào nhá là sẽ có. Ok chưa? Thì đấy là ý nghĩa. Còn kiểu radio là cho phép tạo những lựa chọn trên form. Trên form thì những lựa chọn này nó chỉ được phép chọn một, được phép chọn một trong nhiều nhiều lựa chọn còn lại. Còn lại tại sao chúng ta lại nói đến chọn nhưng mà lại chỉ được phép chọn một? Ví dụ như các bạn quay trở lại thằng giới tính như này, khi đăng ký tài khoản ở Facebook nhé, các bạn nhìn thấy giới tính này, nó chỉ cho phép chọn một là chọn giới tính nam này, à giới tính nữ này, hai là giới tính nam, ba là giới tính thứ ba. Đây các bạn nhìn thấy này, cái xanh xanh này này đó, chứ nó không cho phép chọn cả đồng thời cả hai. Thì đấy là kiểu radio. Thì ở đây chúng ta cũng sẽ có một cái ví dụ tương tự, như là ví dụ bạn có, anh sẽ để label là giới tính chẳng hạn như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ sử dụng input có name là gender. Đó, đây sẽ là gender. Ok chưa? Thì sẽ là giới tính. Gender. Chúng ta sẽ để như thế này, gender name. Và ví dụ anh để là nam. Đó, sau đó thì chúng ta sẽ để là nữ. Nữ như thế này. Ok chưa? Kiểu của chúng ta là radio. Radio. Đó. Ok chưa các bạn? Và chúng ta sẽ có kiểu radio. Ngay lập tức chúng ta sẽ nhìn thấy cái kết quả. Cái kết quả nó hiển thị lên form của chúng ta ở bên này. Đó, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có nam, chúng ta sẽ có nữ. Ok chưa? Và các bạn muốn cái label ở đây này, nam nữ này này, nó chọn được thì các bạn có thể làm đơn giản, một là các bạn bọc nó trong label như thế này. Tức là kích vào nam cái là nó chọn luôn. Ví dụ nhé, các bạn sẽ thấy sự khác biệt khi anh bọc cái thẻ label vào thẻ input. Đây này, có giới tính name là gender này. Đây, một cái bọc label và một cái không nhé. Nếu trường hợp bọc label kích vào nam này, là nó nhấn chọn luôn. Đó, còn trường hợp không bọc ấy, kích vào nữ này. Đây, nữ là chúng ta đang không bọc label, nên nó không chọn gì cả. Đó, đây, ví dụ ở đây anh sẽ bọc cái thẻ label. Đó, loạn loạn. Đây, mở lên. Chúng ta sẽ bỏ cái thẻ đóng label đi. Này, chúng ta sẽ bỏ đi. Quái nhỉ, bị sao đây? Đó, chúng ta sẽ đóng lại cái thẻ label lại. Đó, được chưa các bạn?
Và lúc này quay trở lại đây, quay trở lại trang của chúng ta, thì các bạn sẽ thấy là nhấn vào nam này, nhấn vào nữ này, đó, ok chưa? Thì thằng radio này nó cho phép chúng ta chọn một trong hai ấy, như thế này ấy. Đây, nếu chọn sang nữ nó sẽ không giữ lại cái chọn nam nữa. Nhưng để làm được cái việc này á thì nó dựa vào đâu? Đó, anh muốn giải thích cho các bạn nhé. Thì thực tế là ví dụ như là giới tính thứ ba đây, other đây, có nghĩa là giới tính khác đấy, giới tính thứ ba đấy. Đây, thì chúng ta cũng sẽ như vậy. Đó, một là nam, hai là nữ, ba là giới tính thứ ba. Thì để thằng HTML radio này này, thẻ input radio nó làm được việc này, có nghĩa là chỉ cho phép chọn một trong ba thôi. Đó, chỉ cho phép chọn một trong ba thôi. Thì để làm được việc này thì cái tên gender này này, cái name của ba input này phải giống nhau. Nếu bây giờ anh đặt tên khác nhau này, gender 1 2 3 đây, giá trị name này khác nhau thì lúc này các bạn chọn được cả ba. Đây. Đó, ok chưa? Các bạn lưu ý cho anh nhé. Đó là để chọn, chỉ cho phép chọn một thì nó sẽ phải để tên giống nhau. Ok chưa? Lúc này quay trở lại đây, tên của nó là giống nhau. Đó. Được chưa các bạn? Ok. Từ từ ở trên đây anh đang có vấn đề. Thấy có vấn đề gì này? Form này. Action method rồi, ok. Đó. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy chúng ta sẽ có được cái nội dung như thế này. Ok chưa? Thì đây là cái ý nghĩa của thẻ input radio. Còn tiếp theo chúng ta có một loại thẻ nữa, đó là thẻ checkbox. Thì cái này nó sẽ là cho phép tạo ra nhiều lựa chọn, tạo ra lựa chọn, chọn và có thể chọn nhiều, chọn nhiều. Đó, cụ thể như thế nào? Ví dụ trên form đăng ký của chúng ta thông tin gì mà thằng user nó có thể chọn nhiều? Anh lấy ví dụ như là sở thích, thì một người có thể có nhiều sở thích đúng không? Đó, thì anh sẽ để label là sở thích. Sở thích nó sẽ là viết tắt của favorite. Đó, ví dụ như một ông có thể thích bóng đá. Bóng đá. Ok chưa? Một ông cũng có thể, ở đây nó sẽ là favorite một chẳng hạn như vậy. Một ông cũng có thể thích bóng bàn. Đó, favorite 2. Được chưa? Và một ông cũng có thể thích cầu lông. Cầu lông. Đó. Input tai lúc này nó không phải là radio nữa mà nó là checkbox. Đó, các bạn đổi lại cho anh nó là checkbox như thế này. Rồi. Lúc này các bạn quay trở lại đây, các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái label form. Lúc này nó sẽ là sở thích và người ta có thể chọn nhiều như thế này. Đó. Ví dụ tôi có thể chọn bóng đá, bóng bàn hoặc là cầu lông như thế này, thì một người có thể có nhiều sở thích nhưng giới tính thì chỉ có một trong ba thôi. Đó, ok chưa? Thì đây là ý nghĩa của radio checkbox, được chưa các bạn? Rồi, còn đối với kiểu date thì sao? Ví dụ như chúng ta sẽ dùng cái trường hợp input có kiểu là date, có type là date ấy. Đây này, có type là date. Cho trường hợp nào? Chúng ta sẽ sử dụng nó cho trường hợp là ví dụ như là ngày sinh hoặc năm sinh nhé, ngày tháng năm sinh nhé, được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ định nghĩa một cái thẻ input có type là date như thế này. Đây, ở đây sẽ là date, ok chưa? Name nó sẽ là, ví dụ anh sẽ để là birthday, đó, birthday như thế này, ok chưa? Rồi lúc này chúng ta quay trở lại đây, thì các bạn sẽ thấy là năm sinh của chúng ta nó sẽ có input kiểu type là date, nó sẽ có cái format chọn như thế này, đó, và nó sẽ cho phép chúng ta chọn, ok chưa? Đó, và chúng ta sẽ chọn lại sang những năm cũ cũ hơn, ví dụ như là sang những năm 85 chẳng hạn, ngày sinh 21 tháng 1 1985, kiểu kiểu như vậy. Thì đây chính là thông tin liên quan đến input có type là date các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có input có type là email. Thì cái email này nó có ý nghĩa như thế nào? Ví dụ như ở đây chúng ta đang sử dụng email rồi. Đây, email của bạn đây.
Được chưa? Thì chúng ta sẽ thay cái tag này thành email. Thì các bạn sẽ thấy là nó không khác gì cả. Nó không khác gì cả. Vậy thì nó khác ở chỗ nào? Thì bây giờ mình sẽ giúp cho các bạn nhận thấy cái sự khác nhau giữa tag là email với tag là tag. Rồi bây giờ mình sẽ để lại cái email của chúng ta, input email có tag là tag nhé. Rồi, mình sẽ giới thiệu cho các bạn tiếp tục. Đó chính là sau khi chúng ta có cái form này rồi, giống như ở đây, chúng ta sẽ phải có một cái button để chúng ta gửi thông tin đi, đúng không? Thì ở trên form này cũng như vậy, chúng ta cần phải có một cái button. Thì lúc này trong form của chúng ta nó sẽ có form HTML, nó sẽ cung cấp cho chúng ta một cái loại button, đó chính là thẻ button. Đó, được chưa? Button của chúng ta thì nó có hai loại, một là tag, tức là nó cũng có các loại tag, có các tag sau. Nó cũng có tag là submit này, chính là gửi thông tin đi. Tag submit này nó sẽ là gửi thông tin đi. Còn tag thứ hai là reset. Đó, cái này có nghĩa là chúng ta sẽ xóa hết thông tin đã nhập trên form. Đây, để hiểu hơn thì anh sẽ quay trở lại ví dụ này để giúp các bạn hiểu hơn này. Thẻ button thì nó là một thẻ bình thường nên nó cũng sẽ có thẻ đóng mở. Đây, ví dụ lúc này anh sẽ tạo ra một cái thẻ thẻ button như thế này. Anh sẽ thêm ba cái thẻ xuống dòng. Anh sẽ tạo ra một cái thẻ button, ví dụ như là đăng ký. Đó, thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy. Đó, khi anh nhấn đăng ký này, các bạn sẽ nhìn thấy trang của chúng ta nó sẽ load lại, reload lại và nó sẽ quay quay ở đây. Đây nhìn nhé. Đó, thấy chưa? Sẽ quay ở đây và ở đây nó cũng sẽ thay đổi này. Đó, ok chưa? Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cái gọi là tag là reset. Đó, thì chúng ta ở đây chúng ta sẽ để là làm lại. Đó, anh lấy ví dụ về cái button reset này. Ví dụ anh nhập là Nguyễn Văn A. Văn A. Sau đó anh nhập email là nguyenvana@gmail.com chẳng hạn như vậy. Mật khẩu anh nhập là một vài số như thế này. Sau đó anh chọn ngày tháng năm sinh kiểu kiểu như vậy. Anh nhấn, nếu mà anh nhấn đăng ký thì nó sẽ gửi toàn bộ cái thông tin mà anh vừa nhập đi. Ok chưa? Đó. Còn trường hợp mà anh nhấn làm lại, ví dụ anh nhấn đăng ký nhá, thì nó sẽ submit form và nó sẽ gửi đi. Các bạn sẽ thấy là trang của chúng ta nó load thì nó sẽ bị mất, nó sẽ bị mất đi. Ok chưa? Đó, anh nhấn back thì nó sẽ quay trở lại như thế này. Đây, nhấn vào nút back này, thì giá trị quay trở lại này. Bây giờ anh muốn nhấn, anh muốn xóa hết toàn bộ dữ liệu ở trên form nhưng không phải là load trang nhé, mà anh nhấn vào nút làm lại này, thì các bạn sẽ thấy là trang của chúng ta nó sẽ không bị load, nó không bị load lại, nó không bị quay lại, nhưng nó sẽ vẫn clear được toàn bộ, xóa được toàn bộ những giá trị mà chúng ta đã nhập. Đó, ok chưa? Đây, khi các bạn nhấn vào nút làm lại này, các bạn thấy form của chúng ta không hề bị reload giống như reload page này này. Reload page này, giống như chúng ta nhấn đăng ký. Đây, các bạn nhấn đăng ký, các bạn sẽ thấy nó nháy nháy ở trên này này. Chính là trang nó đã bị reload lại đấy. Và khi các bạn nhấn vào làm lại, chính là button reset này này, thì các bạn có nhấn vào back ở đây, trên mũi tên back lại cũng không lấy được giá trị nhé. Ví dụ như anh để là Nguyễn Mạnh Hùng này, hungnm@gmail.com này. Đó, nhập mật khẩu cho nó, nhập số điện thoại, giới tính, chọn sở thích, chọn ngày tháng năm sinh, kiểu kiểu như vậy. Đây, đó. Nếu mà anh nhấn đăng ký này, nó sẽ reload lại trang và nó sẽ, các bạn nhìn thấy là bị mất giá trị. Đó, ok chưa? Nhưng anh nhấn back này thì các bạn sẽ lại thấy lại được toàn bộ những giá trị đã nhập. Ok chưa? Trừ mật khẩu nhé, trừ mật khẩu chúng ta phải nhập lại. Được chưa? Nhưng nếu mà anh nhấn reset bằng cái button làm lại này này, thì nó sẽ mất luôn và không hề reload page. Một điểm nữa là khi mà chúng ta nhấn back thì cũng không back lại được nữa. Đó, ok chưa? Đấy là sự khác nhau. Thì các bạn chỉ cần nhớ cho anh là đối với button nó sẽ có hai loại, một là submit. Nếu mà chúng ta không định nghĩa cái gì ở đây ạ, thì mặc định cái button này sẽ có kiểu là submit. Ok chưa? Và ý nghĩa của thằng submit là sẽ gửi thông tin đi đến server. Gửi thông tin lên server. Lên server để xử lý lại.
để xử lý. Còn thứ hai nữa là button reset, là chúng ta phải quy định tag cho nó là reset, thì nó sẽ xóa toàn bộ những giá trị đang có ở trên form. Ok chưa các bạn? Rồi, thì đây là toàn bộ những cái thông tin liên quan đến form ở trong HTML mà anh muốn giới thiệu cho các bạn. Rồi, bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái thẻ vô cùng quan trọng nữa, đó chính là thẻ select. Thẻ select. Đối với thẻ select thì nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra được cái lựa chọn có sẵn. Ví dụ như các bạn có một cái lựa chọn là chọn tỉnh thành hoặc là chọn quận huyện chẳng hạn, thì các bạn sẽ tạo ra được cái lựa chọn có sẵn. Ví dụ thì cấu trúc của thằng select box nó sẽ có các option. Đây, bên trong này nó sẽ có các option. Ok chưa? Đó, thẻ đóng option. Option thì lại có hai thuộc tính, đó là value. Value. Đó, và giá trị của nó ở đây nó sẽ là label hiển thị lên đấy. Cái mà chúng ta sẽ nhìn thấy ấy, sẽ là label name. Đây, cụ thể như thế nào? Quay trở lại cái form này. Anh lấy ví dụ. Ở đây, ví dụ anh có một cái thông tin liên quan đến ví dụ như là tỉnh thành, bạn chọn tỉnh thành đi. Tỉnh thành. Đó. Thì chúng ta sẽ sử dụng select ở đây. Ok chưa? Chúng ta đặt tên cho select là province. Province là tỉnh thành đấy. Rồi, ok chưa? Đó. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng option. Option, ví dụ anh để, và chúng ta sẽ có value. Đó. Ví dụ anh để là Hà Nội. Đóng lại. Ví dụ anh để là Hồ Chí Minh. Đó. Thì ý nghĩa ở thằng select là nó giúp cho chúng ta tạo ra được những cái lựa chọn, và lựa chọn này là có sẵn, người dùng chỉ việc chọn thôi. Không phải nhập tay mà chỉ là đi chọn thôi. Ví dụ như là Cần Thơ. Đó, anh giả sử như vậy. Lúc này quay trở lại đây, các bạn sẽ nhìn thấy là tỉnh thành chúng ta sẽ có những lựa chọn như thế này. Đó, ok chưa? Đó, lốt lại thì mặc định nó sẽ là thằng Hà Nội, tức là nó hiển thị cái thằng đầu tiên lên là Hà Nội. Đây này, được chưa? Thứ tự. Thì các bạn hình dung là thẻ select ấy, nó gần giống như thẻ ULLI, tức là bên trong nó có thẻ con chính là thẻ option. Đó, ok chưa? Thì chúng ta sẽ có select như thế này. Và chúng ta chọn. Bây giờ nếu vì một lý do nào đó mà các bạn muốn là khi trang của chúng ta chạy lên, khi load trang lên, các bạn không muốn nó chọn sẵn thằng Hà Nội nữa, mà các bạn muốn nó chọn sẵn là Đà Nẵng cơ. Vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể xử lý được cái việc này? Làm thế nào để có thể xử lý được việc này nhỉ? Thì lúc này ở trong HTML nó cung cấp cho chúng ta một cái thuộc tính cho thẻ option, đó là selected. Nếu các bạn đặt cái thuộc tính selected này nằm ở đâu thì cái option đó sẽ được chọn. Đây, anh lấy ví dụ, nếu anh đặt selected ở thằng option là Đà Nẵng thì mặc định khi chạy vào nó sẽ lựa chọn giá trị của là Đà Nẵng chứ không phải Hà Nội nữa. Đó. Còn nếu mà tất cả những option này không có selected, không có thuộc tính selected ấy, thì nó sẽ hiển thị cái thằng đầu tiên chính là thằng Hà Nội lên. Đây, ok chưa? Đó, ví dụ bây giờ anh muốn là để là Cần Thơ đi, thì anh chỉ cần selected như thế này. Đó, hoặc là anh muốn để Hồ Chí Minh. Nếu hai thằng selected thì nó sẽ lấy thằng nào? Nó sẽ lấy cái thằng cuối cùng. Đó, ok chưa? Ví dụ bỏ thằng selected của Cần Thơ thì thằng Hồ Chí Minh được chọn. Đó. Hoặc là nếu bỏ ở đây chúng ta chọn Đà Nẵng thì default, tức là mặc định nó chọn thằng nào trước khi vào. Đó, ok chưa? Đây, khi load lại trang này, nó chọn Đà Nẵng này, chúng ta có thể thay đổi. Đó. Ok. Ngoài ra thì đối với input nó sẽ có kiểu type là gì nữa, anh sẽ cập nhật thêm ở đây nhé. Đây sẽ là hiển thị cho phép chọn ngày tháng năm này. Phép chọn ngày tháng năm. Đấy, đối với trường hợp có type là date. Trường hợp mà có type là file, cái này rất quan trọng, có nghĩa là nó cho phép chúng ta chọn dữ liệu một cái file upload từ dưới máy của chúng ta lên. Ok chưa? Thì nó sẽ có một cái input có type là file. Thì thường chúng ta hay dùng cái input có type là file cho trường hợp là chúng ta muốn upload avatar, thay đổi avatar đấy, hay là ảnh đại diện đấy. Đại diện đấy thì chúng ta sẽ sử dụng một cái loại input có tên là file.
có tile là file, sorry các bạn, đây tile là file, ok chưa? Name sẽ là avatar chẳng hạn. Đó thì các bạn sẽ nhìn thấy đây, cái phần ảnh đại diện nó sẽ có chọn file như thế này đó, và các bạn hoàn toàn có thể chọn một cái file từ dưới máy tính của mình lên, ok chưa các bạn? Đây, các bạn hoàn toàn có thể chọn một file bất kỳ từ dưới máy của mình lên nhé. Đây đó, kiểu kiểu như vậy rồi, ok chưa? Thì đây chính là cái form mà chúng ta tạo ra được. Ngoài các input item thì trong form của chúng ta nó sẽ còn cái gì nữa? Anh sẽ mô tả lại cái chỗ tile là file này nhé. Có các tile sau đó, file, đây là cho phép chọn file dưới máy tính của bạn rồi đó, cụ thể là chính là cái cây này đây, chọn file, chọn có thể là file ảnh, có thể là file PDF, bất kỳ một file nào các bạn nhé. Rồi ngoài ra thì chúng ta sẽ có một loại thẻ nữa cũng khá quan trọng, đó chính là tag array. Thì cái thẻ này nó giúp cho chúng ta làm gì? Đối với thẻ tag array nó sẽ có các thuộc tính sau. Đây, tag array. Thì đối với thẻ tag array nó được định nghĩa như thế này. Đó, và nó sẽ có các thuộc tính là row. Ở đây nó sẽ là một giá trị số. Và nó sẽ có thuộc tính là column, nó cũng sẽ nhận vào một cái là giá trị số. Ok chưa? Đó, cụ thể cái thằng tag array này nó khác với input ở chỗ nào? Bản chất là cũng để cho người dùng họ nhập liệu thôi. Nhưng nếu trong trường hợp mà các bạn muốn có một cái thông tin nhập nhiều hơn và có nhiều dòng thì các bạn sẽ sử dụng tag array, ví dụ như là giới thiệu bản thân chẳng hạn. Thì thông tin giới thiệu nó sẽ có nhiều dòng đúng không? Bản thân thằng input thì nó sẽ không có nhiều dòng, nhưng mà thằng này thì nó sẽ có, ví dụ anh để row là 5 và column là 50 chẳng hạn như vậy. Cái thằng column này nó sẽ quy định cái chiều rộng, nó quy định cái chiều rộng, kích thước chiều rộng của cái input này. Còn row nó sẽ quy định chiều cao của input. Ví dụ anh để thằng này là 40 chẳng hạn thì các bạn sẽ nhìn thấy nó ngắn lại này, đó, nhìn thấy chưa? Nó ngắn lại. Còn nếu mà anh để 50 hoặc 60 các bạn sẽ thấy nó dài ra, đó. Còn chiều cao ví dụ anh để là 3 thì nó cũng sẽ thấp lại, đó. Còn nếu mà anh để là 5 thì nó sẽ cao lên như thế này, đó. Tại sao anh lại nói là thằng tag array này, input tag array này nó sẽ cho phép chúng ta nhập dữ liệu dưới dạng là theo nhiều dòng. Ví dụ anh viết là tôi là ai này, sinh năm bao nhiêu này, đó kiểu như vậy, sống ở đâu này, đâu này, sở thích là gì này, đó thì nó khác hoàn toàn với input này của chúng ta thì không xuống dòng được các bạn nhé. Đó, và khi các bạn nhấn enter là nó sẽ submit lại form thôi. Đây đó, không xuống dòng, nhưng mà thằng này thì nó cho phép chúng ta đó, nhập dữ liệu theo nhiều dòng như thế này. Đấy là sự khác nhau giữa tag array và input. Rồi, có một cái mà mình muốn show cho các bạn, đó chính là input có kiểu email, tức là chỉ cho phép nhập dữ liệu có định dạng là email. Là email. Rồi, ok, quay trở lại đây. Chúng ta đang có một cái input email, chúng ta đang để là tag, được chưa? Giả sử cái email này, bây giờ anh nhấn đăng ký này. Đó, thì không vấn đề gì đúng không? Vẫn đăng ký được. Khi chúng ta nhấn đăng ký thì thấy là vẫn đăng ký được. Đây. Đó. Nhưng nếu mà anh nhập linh tinh vào đây không phải là email thì nó cũng không báo gì. Đó. Ok chưa? Đây, anh nhập input email và nhấn đăng ký. Nó không thông báo gì cả. Bây giờ anh sẽ thay vì tag là text, anh sẽ thay tag bằng email. Ok chưa? Sau đó anh quay trở lại đây, anh nhập email sai, không đúng email nhé, nhập tag linh tinh không đúng email và nhấn submit thì xem nó báo gì. Đó, nó báo là nó vui lòng include a còng in the email address, có nghĩa là email của bạn là phải có a còng rồi tên domain, ví dụ như là khôi phạm a còng gmail.com. đó, thì lúc này email của chúng ta nó thỏa mãn
thì nhấn đăng ký, nó không báo lỗi gì cả, được chưa? Nhưng nếu nhập linh tinh thì nó sẽ báo lỗi đó, ok chưa? Đối với trường hợp là số cũng vậy, nếu chúng ta cố tình nhập là chữ và nhấn submit ở đây, anh sẽ nhập đúng ở đây đã, gmail.com và nhấn submit đây, đó nó sẽ báo lỗi đó, được chưa? Vui lòng nhập một số đó, đấy là sự khác biệt nhé. Mặc dù các bạn cố tình nhập số điện thoại ở đây là chữ, nhưng vì nó mang kiểu số điện thoại, nó đang mang kiểu number đây, input của số điện thoại nhé, nó đang mang kiểu type là number này các bạn này, đó chính vì vậy nó sẽ validate và nó bắt yêu cầu là phải nhập một số, được chưa? Ok chưa? Thì đấy là ý nghĩa của cái type này, được chưa các bạn? Đó chứ không phải là tự nhiên nó sinh ra type là nó không có ý nghĩa gì đâu. Ok chứ các bạn? Thì các bạn nhớ cho anh và hãy thực hành lại toàn bộ những cái input và những cái type mà anh đã giới thiệu cho các bạn ở cái buổi này. Nhớ cho anh từng điểm một nhé. Đây, ví dụ đối với số điện thoại, nếu ở đây chúng ta để là text thì rõ ràng là khi chúng ta nhập sai nó cũng không báo gì cả. Đây, ví dụ anh để là hoi phạm@gmail.com này. Còn nếu ở đây, ví dụ nhập text này, text cho số điện thoại nó không báo gì cả. Đó, được chưa? Vẫn submit bình thường. Nhưng nếu mà chúng ta chuyển cái số điện thoại này mang type là number ấy, thì nó khác hoàn toàn. Đây, được chưa? Cố tình nhập text là nó báo lỗi ngay. Đó, ok chưa các bạn? Rồi, ngoài ra thì nó sẽ còn hai cái thẻ quan trọng, hai cái thẻ mà chúng ta cũng khá là hay dùng, đó chính là thẻ fill set, đây. Hai thẻ này có ý nghĩa như thế nào? Ví dụ bây giờ anh muốn là bọc toàn bộ cái form này của chúng ta vào trong một cái khung, đây, thì anh có thể bọc nó thông qua cái này. Đây, chúng ta sẽ có một cái loại thẻ, thẻ này thì khá ít dùng. Đây, fill set, trong một số trường hợp thì chúng ta vẫn dùng. Đây, ví dụ anh muốn bọc cái thẻ này của chúng ta vào trong thẻ form như thế này. Đó, ok chưa? Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy đây, toàn bộ cái form này của chúng ta nó sẽ được bọc trong một cái, nó sẽ được bao bọc trong một cái ô như thế này. Đó, được chưa? Một cái đường viền như thế này, một cái ô như thế này. Và trong fill set này nó sẽ có một cái gọi là len. Lúc này trong cái len này nó sẽ, anh sẽ không dùng H3 đây nữa, mà anh sẽ để ở đây như thế này, đăng ký thành viên. Đó, thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái bộ khung như thế này. Đó, một cái bộ khung này của chúng ta nó sẽ có cái gì? Nó sẽ có cái, thành một cái khung như thế này. Đây, chúng ta sẽ tạo ra được một cái form đăng ký. Đó, thì để tạo ra được cái khung này và cái text đăng ký này nó nằm trong cái khung này và nó sẽ được nối với nhau thông qua đường viền của khung, thì nó dùng cái thuộc tính len, thẻ len, thẻ led này, thẻ led en này. Còn fill set thì nó sẽ tạo ra được cái bộ khung cho form. Đây, thì thằng này nó sẽ giúp tạo ra bộ khung cho form đó. Còn bên trong fill set ấy, thường sử dụng thêm thẻ, cái thẻ len này, thấy chưa, len này đó, thì nó sẽ tạo ra được cái nét đất như này, chúng ta có được một cái form đăng ký nôm na nó sẽ kiểu kiểu như thế này, ok chưa? Đó, chúng ta có thể cho nhỏ kích thước chiều dài của cái text area lại, ví dụ thay vì 60 chúng ta để khoảng 30 thôi đó, thì chúng hay là để khoảng 40 đi đó, thì chúng ta sẽ có dữ liệu như thế này, ok chưa? Thì đây là các thông tin đăng ký của một form, và đây cũng là những input khá là đầy đủ ở trong HTML, những input liên quan đến form và toàn bộ những cái kiến thức về form thì anh đã nốt ở trong cái file nốt này rồi đó, được chưa các bạn? Đây, anh nốt lại ở đây. Thế nên là các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình, và cái kết quả của bài thực hành này chắc chắn là sẽ phải tạo ra được một cái form như thế này đó. Sau đó các bạn đã tạo được ra rồi thì các bạn đi thử lại rất nhiều lần cho anh một cái bài như này, để các bạn nhớ, mục tiêu là để nhớ ý nghĩa của label này, ý nghĩa của thằng placeholder này,
placeholder này. Đó. Làm sao để focus vào cái text này. Đấy, vào text thôi mà nó focus được vào input. Đây. Đó. Đó. Đây, nhấn vào text. Bởi vì người dùng không thể đi nhấn chọn chọn nhấn chính xác đây được. Nhấn ở ngoài là đã ăn rồi. Đó, kiểu kiểu như vậy. Ok chưa? Đó, thì đấy là những cái mà anh có nói liên quan đến cái thuộc tính for của thằng label này. Đó, nó sẽ ăn với thằng ID để nó tạo ra được cái focus đấy. Rồi, và ý nghĩa của button submit và reset. Ngoài ra, các thẻ mà anh giới thiệu đây, các bạn hãy thử nó trên máy của mình nhé. Rồi, chúc các bạn học tốt.